Xin chào Billboard Việt Nam. 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 Hello Billboard Việt Nam. Xin chào khán giả của Billboard Việt Nam. Và tôi đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt album mới của Vũ Cát Tường. Giờ một mình một trời nơi xa, buồn vì để lại đôi ta. Mọi thứ rất là tuyệt, không gian rất là ấm cúng, rất là sang trọng. Mình cũng được Tường tặng một cái cuốn album rất là xinh, đựng trong một cái USB những bài hát mới của Tường. Mình rất là trân trọng cái sự chuyên nghiệp và sự tận tâm của Cát Tường. Chỉ có thể nói là Inner.me trong năm nay phản ánh đúng giai đoạn của Tường trong 2019 này. Nếu như Stardom là một Vũ Cát Tường rất nổi loạn và nêu cao cái tôi của mình, thì Inner.me là một cái lát cắt sâu hơn về Vũ Cát Tường. Yeah, this is a multilingual album. It's a mixture of Vietnamese and English lyrics. This album is miles above in terms of her delivery in English. She's come a long way in the last year, which is great. Practiced a lot. That's the most important thing. And I think it's also the first album that I've been involved in the songwriting with her. It was a new experience for me. And again, like I say, she came to every writing session. We knew what we wanted to write about and we got on with it. Min was involved as well and the sessions went really smoothly. It was really fun. We were always laughing and joking and very comfortable. Đây là lần đầu tiên Min đã làm việc chung với kiểu Vũ Cát Tường. Trong album Enemy là Min đã viết 4 bài hát với Vũ Cát Tường. Bài Hỏi Thăm, Take It For Two, Yours và The Old You. Và Min có rất là nhiều kỷ niệm chung với chị Vũ Cát Tường. Min đã tới nhà chị Vũ Cát Tường để giúp chị với việc phát âm. Tôi thấy đó là càng thành công thì người ta có xu hướng là gồng hơn, nhưng mà Tường lại thấy là khi mà Tường bay trong sáng tạo nhiều hơn thì Tường lại cảm thấy là Tường muốn show ra nhiều hơn. Qua cái dự án này Tường lại càng thấy được cái sự đầu tư nghiêm túc của bạn ấy, tự viết bài hát của mình, tự lên ý tưởng để sản xuất những cái sản phẩm của mình. Tất cả những cái điều đó là những cái điều mà cũng là một cái người làm nghề mình rất là trân trọng và đánh giá cao của một cái cô gái trẻ như thế. I think the first thing that she does is she's very true to herself as a musician. She's not trying to be someone else. The best musicians in the world are always honest about who they are. They're not trying to be someone. And there are a lot of artists, in my opinion, that haven't got that foundation right. She has it solid. She knows what fan base like, but she also knows that she needs to explore more of her artistic, experimental side. So things like going to America and singing in English, I think that's very much what you know who she is. Phải nói là Tường đã trưởng thành lên rất là nhiều. Album có chiều sâu và đặc biệt là album này đã được cộng tác với tất cả các nhạc sĩ ở quốc tế và được kiểm chứng qua những cái sản phẩm rất là chất lượng. Và đây là tin mừng không chỉ riêng của Vũ Cát Tường mà là đó là cũng là của giới ca sĩ nhạc sĩ của Việt Nam. Chúng ta có thể được cộng tác với các nhạc sĩ nước ngoài thì phải nói là học được rất nhiều và có thể nâng tầm chúng ta lên. Đối với những cái gì mà Tường trải nghiệm thì có lẽ đầu tiên đó là mình hiểu được cái quá trình, cái quy trình làm việc chuẩn một album của thế giới họ sẽ làm ra như thế nào, mọi công đoạn nó phải chỉnh chu ra làm sao. Và cái áp lực bản thân Tường cũng đã hơi gọi là hơi khớp ngay ngày đầu tiên. Vì những nhạc sĩ đó, những nhạc công đó đều là những người họ đòi hỏi những cái thứ rất là cao. Nhưng mà quan trọng là cuối cùng thì mình cũng xong và tôi nghĩ là sau cái album này thì Tường cảm nhận được là mình phải nỗ lực rất 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 là nhiều nữa. Xin chúc Vũ Cát Tường sẽ thành công trên con đường mới của mình. Đây là album song ngữ đầu tiên của chị Vũ Cát Tường nên mình hy vọng mọi người sẽ đón nhận album này một cách rất là nhiệt tình. Congratulations Tường, I was so happy to be involved in this album with you and I hope there will be more to come. This has been an amazing, I think, journey. Going to America was unbelievable, not just for I'm sure it's for you, but it's for me as well to take one of the best Vietnamese talent over to America and let her experience what I experienced and then let her experience working with some of the great musicians we put together. Just want to thank you and huge congratulations on your kind of courage to do this. Cái sự tràn đầy năng lượng bởi vì không phải riêng chỉ album này đâu mà chặng đường của Tường còn rất là dài, tiếp tục cống hiến và đóng góp cho khán giả yêu mến Tường cũng như là mở rộng thêm được những cái lớp khán giả mới đó. Và xin chúc mừng Vũ Cát Tường, chúc cho em thật thành công và được khán giả yêu mến cũng như là album sẽ đạt được lượng nghe kỷ lục. Là lần đầu tiên mà Tường sẽ live
tất cả những bài hát trong album cũng như là những bản hit mà các bạn đã biết về Vũ Cát Tường. Nếu như các bạn nghĩ là các bạn đã nghe có người hay là dõi theo thì ở Inner Me Concert cũng sẽ là những bản phối hoàn toàn khác. Nói chung là hãy chờ đợi những cái sáng tạo của Tường. Các bạn ơi, các bạn hãy vào vucattuongofficial.com để mua vé concert Inner Me nha.